là chuột nhá. Ok thì con sẽ là mèo. Vậy thì bạn gái áo hoa ơi, con sẽ là chuột nhá. Nhiệm vụ của con sẽ phải chạy thật nhanh và chạy làm sao để cho mèo không bắt được nhá. Nếu mà con để cho mèo bắt được, con sẽ người thua rồi nhá. Rồi ok. Bây giờ hai mèo và chuột ôm lưng vào nhau cho chú nào. Quay lưng vào nhau cho chú nào. Rồi. Chuột ơi, sẵn sàng để chạy chưa? Con sẵn sàng để chạy chưa? Chú hô 3, 2, 1 bắt đầu chạy nhá. 3, 2, 1 bắt đầu chạy. Chạy nhanh lên nào. Chạy nhanh lên nào. Chạy nhanh đừng để cho mèo bắt được. Chạy vào hang, chạy vào hang nào. Chạy vào hang, chạy thật nhanh vào hang, chạy ra hang nào. Con chuột này có vẻ rất là nhanh thì phải. Chạy thật nhanh lên nào. Luồn vào hang khác, luồn vào hang khác nào. Chạy thật nhanh, trong đuổi được rồi, chạy nhanh, chạy nhanh. Ôi, bạn mèo đã bắt được chuột rồi. Các bạn muốn thấy cho hai bạn mèo, bạn chuột là một chàng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các con rất là nhiều. Trò chơi của chúng ta đã kết thúc rồi. Và bây giờ, chúng xin mời các bạn nhỏ xuống một sân khấu để đón chào một phần xuất hiện đặc